Chào mọi người nha. Hôm nay hết Tết rồi, thịt đồ ngán rồi. Hôm nay mình đi kiếm một món ăn đặc biệt là đặc sản ở Trà Vinh nha các bạn. Đây, nằm cạnh bưu điện trung tâm, có cái hẻm vô hẻm khóm 3 phường 4 nè. Rồi mời các bạn nha. Đây là quán bún suông. Bún suông là một trong những đặc sản mà có cái giá trị ẩm thực của châu Á luôn các bạn. Hai tô, có hai tô đầy đủ đi. Dạ. Để không? Không, không có. Đây cái khác. Thơm mới nghe mùi thơm. Đây đây, chuẩn bị có rồi đây. Đó, cái cọng suông đó bạn, cọng suông nhìn thấy người ta nó là giống như con đuông á, bây giờ chạy tới thành cọng suông. Có trà đá miễn phí luôn nha. Hấp dẫn quá. Ủa, chấm gì ta? Chấm tương. Chấm tương nha. Có mực. Rồi thịt nè. Cái cọng su này là người ta làm từ tôm nha. Tôm rồi người ta tôm thịt rồi nó nhào. Nói chung là gia truyền á, chứ không phải là ai muốn làm cũng được đâu nha. Ôi, hấp dẫn quá, đói bụng quá. Mọi người nha, mọi người nha, ăn giùm cho miếng luôn nha. Bỏ miếng rau vô. Hey, xin cảm ơn mọi người nhiều nha. Mấy bạn thấy kênh hữu ích thì nhớ subscribe, nhấn đăng ký kênh giùm ủng hộ hết nha, để sau này có tinh thần để ra nhiều video hay nữa. Mong các bạn ủng hộ. Rồi, xin chào mọi người. Đói quá rồi.